Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông bà Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi, Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông trước kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng như đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, v.v. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều đồng thuận với những nội dung kỳ họp cuối năm 2024 và bày tỏ phấn khởi với kết quả giải quyết những ý kiến cử tri của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các cử tri cũng nêu ý kiến thành phố cần kiểm tra quản lý công viên trên địa bàn. Một số kiệt hẻm không có cống, thiếu thuốc tại cơ sở y tế, cần đảm bảo việc khám chữa bệnh. Cần đầu tư nâng cấp đoạn đường phố Bắc 12 để tránh ngập nước do mưa lớn. Đề nghị là cái kiểm tra và cái giải quyết cho nó tốt ở chỗ cái công viên của phòng Bắc, là cái quản lý vệ sinh môi trường và quản lý các hoạt động cho nó đảm bảo. Cái kiệt mà thậm chí Trần Ngọc Sương mà chậm triển khai. Tất nhiên qua 2 năm 2022 và 2023 vừa rồi thì các cũng có xuống kiểm định cũng này cũng kia cũng có đền bù. Vì cái đường đó là đã chặt rồi, đã nhỏ rồi, có nhiều vấn đề. Cho nên tôi đề nghị làm thế nào làm cho kịp thời, làm cho giải quyết cái bức xúc thứ nhất. Một số cử tri còn đề nghị cần xử lý sớm tình trạng ngập tại đường Nguyễn Nhàn, đồng thời mong muốn thành phố sớm ổn định lộ trình hệ thống xe buýt, phủ đều các tuyến đường và bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư.